Xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với Lam Huy Audio. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì bên em đang có rất nhiều kiện hàng đang đóng gói và chuẩn bị đi, đúng không ạ? Và đây là những cái khâu đóng gói rất cẩn thận, đúng không ạ? Đó, nên các bác cứ yên tâm về những khâu vận chuyển bên em nhé. Và ngay bây giờ em sẽ test nhanh cho bác út ở dưới Cần Thơ một cặp loa F931. Đó, kết hợp với nó lần này em sẽ kết hợp với một con đẩy liền vang DAC X8 Plus, một phiên bản mới về, mới nhất bên em đang cho ra với giá là 6.500.000 đồng. Và ngay bây giờ em sẽ đi sâu một chút vào cái hình thức của cặp loa F931 cho các bác cùng xem nhé. Với cái thiết kế lần này thì bên mặt của nó sẽ là một cái tấm lưới e căng để bao phủ bên ngoài, đúng không ạ? Để bảo vệ những con bát bên trong này, tránh trẻ con có thể chọc tay vào đường, đúng không ạ? Và hoàn toàn chống bụi nhé các bác nhé. Các bác có thể tháo cái này ra các bác xem bên trong này. Và bây giờ em sẽ tháo cái này cho các bác cùng xem ạ. Đó. Và với cái thiết kế bên trong của con này thì là một con bát 30 ở cái giải tần thấp nhất, đúng không ạ? Và một chung to này và hai chung nhỏ này. Và một chung nhỏ này, xin lỗi các bác nhé, một chung nhỏ này và hai tép này, đúng không ạ? Và một chép leo này. Và đây là một cái tem của Evergold, đúng không ạ? F931 này. Và làm hoàn toàn theo công nghệ của Mỹ nhé các bác nhé. Về bên trên của này thì là một cái tem chống hàng giả hàng nhái của công ty ạ. Có mã QR này và website này. Đó. Về cái đường vân gỗ của con này thì là hoàn toàn bằng vân gỗ lưu nhé các bác nhé. Các bác nghe tiếng này. Đó. Rất bóng và đẹp, đúng không ạ? Các bác có thể soi gương được luôn này. Các bác xem tay em này, đúng không ạ? Và về thiết kế đằng sau thì là vẫn là một cái lỗ thông hơi, đúng không ạ? Đó. Và hai cọc đồng này. Đó, hai cộng đồng nguyên chất nhé, nên các bác không sợ han gì các bạn. Các bác không thích chơi cộng đồng thì các bác có thể chơi những cái rác ca lồng ở bên dưới này nhé các bác nhé. Và công suất dao động của này sẽ là từ 350 đến 500W nhé các bác nhé. Và đây là cái tem bảo hành của công ty này. Các bác nên nhớ các bác không được để rách tem bảo hành này nhé. Nếu bác để rách tem bảo hành này thì về công ty sẽ không bảo hành cho các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi qua một chút về cái hình thức của con X8 Plus cho các bác cùng xem. Và với cái thiết kế của phiên bản lần này thì vẫn là màu đen chủ đạo, đúng không ạ? Và vẫn là volume tổng của mic này và volume tổng của music, đúng không ạ? Và actual reverb này và những công tắc chuyển đổi đây này. Input này các bác có thể chuyển những chế độ đầu vào như USB này, Bluetooth này, cổng quang này, rồi thì AUX1, AUX2 đúng không ạ? Và dưới đèn kẻ chỉ đây là một công tắc bật mở này. Các bác có thể chỉnh những tua bít hai cạnh vào echo effect này, delay này, repeat này, đúng không ạ? Bass trung check này, đúng không ạ? Và jack cắm mic ở đây này. Nó cả trước cả sau đều có. Các bác có thể chỉnh mic tone này, chỉ music control này, đó. Và đây là cổng cắm USB này, đó. Và với cái phiên bản lần này đã được trang bị những cái tính năng như đầu giải mã này, chống chập chống cháy này. Và với phiên bản lần này thì đã chạy bằng 64 bit cộng. Đây là những cái tần suất âm thanh của nó đưa ra rất là hay nhé các bác nhé. Và với phiên bản lần này thì công ty đang cho ra với giá là 6.500.000 đồng. Các bác là mua combo bên em thì các bác sẽ được tặng một cặp mic này BS500, đó. Bác nào đang quan tâm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976 366 855. Và bây giờ em sẽ test qua chất lượng âm thanh của cặp combo này và những cái khâu đóng hàng cho các bác cùng xem nhé.